Hay quá hay. Lấy hình em nào, chuẩn bị lên rồi. Để hai bên giùm em. Để hai bên giùm em, để hai bên giùm em. Chuẩn bị lên rồi, đi lên rồi. Cái người kia á, cái người. Dạ, cho em qua dạ. Sorry. Dạ, cho em qua. Ê. Ở đây anh chị. Bên này trước, bên này trước. Mọi người ơi, lui máy phía sau ạ. Mọi người cho em. Chị ơi, chị lai vô anh chị ơi. Vô. Rồi đi nhà ba. Anh Thanh ơi, nhìn cam giùm em cái không? Máy lai rồi. Anh không? Xem gì mày xưa nhỉ? Rồi chăm gì máy sữa nhỉ? Không chưa bạn ơi, cho mình xin chụp khách mình ngay các bạn ơi. Trời ơi, khách mình, khách mình. Trời ơi, cứ lấy cái đầu xuống ta. Ok, ok. Khách đầu, khách đầu, khách đầu. Khách mới tới nè. Rồi chăm gì máy này, máy này. Ở trăng chắc là lên đằng trước của em đúng không? Lấy cái tay trời, cái tay. Ê khoan bạn ơi, không chờ. Mới mắc dậy nha. Dạ, mọi người lên trên rồi em đấy ạ. Có gì ra ngoài vậy? Sao đây? Dạ, mình lên trên rồi em. Đây ra ngoài. Dạ, mình lên trên rồi em nhé. Rồi ok, xem gì mày giữa với ông. Ông chúc em đang coi lại bạn của cô bên em. Rất mất dạy. Rồi ok, là xem gì mày em với ông. Anh nói vậy thôi á.
Đó. Rồi, má làm chuyện gì mày em biết. Rồi. Rồi, kịp cho em. Mình coi lại ekip của mình nó không ảnh hưởng á. Không phải cái nào đúng thì thôi chứ. Đó. Ok, cho em nhìn máy giữa một tấm nữa. Đó, ok, đó. Dạ, cảm ơn. Photo của bên Uyển Ông muốn em khỏi bản đi. Con ngồi lộn người rồi. Con ngồi đi. Ok. Rồi, ok. Rồi, chị máy dưới hộ anh nhá. Rồi, cho anh nhìn máy dưới tiếp ạ. Rồi, tầm đấy nha. Ok, chụp đi bạn, chụp đi. Cúi lùi lùi xuống xíu. Rồi, giữ nguyên nhá. Này, máy em này. Anh nó hiền ha. Để vô trong rồi. Ok, vô trong rồi nè, trong. Ok. Thôi được rồi anh. Thôi bên ông bình tĩnh anh, bình tĩnh sao đâu. Rồi, mình vô bên trong luôn nhá. Vô trong luôn nha. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Just deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. When you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live? Yeah, so I'ma figure out what else you succeed. And invest all of my time into them.